thì xin phát biểu trong 20 năm thì tình cảm thầy trò mình, cô trò mình cũng không bao giờ quên được. Và chúng em rất cảm ơn thầy và cô đã đến với chúng em để mà vui vẻ có thầy và có trò. Thế trong 20 năm thì trong hoạt động của chúng em thì có những cái điều gì mà nó chưa được hoàn chỉnh. Thì em xin tự để các cô, thầy cô Hà thì đã không đến được. Cô Hà cũng đến được thông cảm cho chúng em. Và xin các bạn cũng thông cảm cho là 20 năm trong các bạn liên lạc tôi mà có cơ hội thông cảm cho đánh chữ đại giá cho. Và bữa cơm hôm nay cũng là bữa cơm khoai hôm nay gọi là vui quá, danh chính ngôn thuận là chia tay nhau. Nhưng cái tình cảm nó không bao giờ chia tay, gọi là danh chính ngôn thuận là hội mình chỉ đến đây. Nhưng khi cái tình cảm bạn bè riêng tư, chúng mình vẫn có cái tình cảm riêng tư. Khi mà có cái công việc gì thì cũng có cái yếu thắng gì thì xin các bạn, xin thầy vẫn cứ đến với nhau và vẫn còn thông báo cho nhau để đến vui với nhau, vui và buồn với nhau. Thầy ạ, khổ thế cho nên là em thì em khổ ngang, không bao giờ ai nào đến sợ cho người nhà cũng là sợ chân thật. Vì chúng em cũng có thể nói con bạn không 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 có thể nói con b